Nấm mối được ví như lộc trời do không thể trồng và chỉ xuất hiện vào đúng mùa mưa trong năm. Sau những cơn mưa lớn, năm nay mùa mưa đến trễ, nấm mối xuất hiện muộn và giá cả thì cũng tăng cao so với cùng kỳ. Chị Quỳnh Như ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, những năm trước, gia đình chị hái được hàng chục ký nấm mối, nhưng năm nay có vẻ khan hiếm hơn. Chị mới hái được khoảng 3 ký. Mỗi năm, nấm mối mọc một lần. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, năm nay mùa mưa tới trễ, mãi tận tháng 6 mới thấy nấm mọc. Nấm mối được coi là đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao, nên người dân hái đến đâu là có thể bán hết đến đó, do khách luôn đặt hàng từ trước. Giá cao nhất là nấm búp mới mọc, chưa xòe, lấy được cả chân. Nấm búp làm sạch, đóng túi hút chân không, có giá bán lên đến 1 triệu 200 ngàn đồng một ký. Loại xấu hơn hoặc đã xòe, giá 650 ngàn đồng một ký. Chị Bích Liên, trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, do khan hiếm nên năm nay giá nấm mối cao hơn những năm trước 100 ngàn đồng một ký.